Khoảng 17 giờ chiều ngày hôm nay thì dông lốc cực lớn kèm theo mưa to đã bất ngờ xảy ra tại Hà Nội, khiến nhiều người đi xe máy bị quật ngã và cây đổ hàng loạt trên nhiều tuyến phố. Và hiện nay thì phóng viên Tú Anh đang có mặt tại một trong những tuyến phố bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Vào 17 giờ ngày hôm nay, một cơn dông lốc kèm mưa lớn đã trút xuống thủ đô Hà Nội với cường độ rất lớn chỉ trong vòng 15-20 phút. Nhưng những hậu quả được gây ra thì vô cùng nghiêm trọng. Cơn dông này thì đã quật đổ nhiều phương tiện giao thông tham gia trên đường phố và làm bật rễ nhiều gốc cây. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, đường Láng thì cứ vài trăm mét là có một gốc cây bị đổ hay những tán cây rơi xuống lòng đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hay tại các công trường xây dựng thì những tấm tôn bảo vệ phía bên ngoài cũng bị gió cuốn bay tứ tung. Và hiện giờ thì tôi đang đứng tại ngã tư Quang Trung Nguyễn Du. Theo ghi nhận của chúng tôi ở đây thì cây cối đổ sạp ở khắp mọi nơi và một người đi xe máy đã tử vong ngay tại chỗ khi bị cây đổ vào người. Phía sau tôi là có ba chiếc cây đã đổ xuống ba chiếc ô tô và lực lượng chức năng thì đang cố gắng hết sức để giải cứu những người ở trong ô tô, những người bị thương. Điện đã bị cắt ở nhiều tuyến phố để đảm bảo an toàn cho người dân và hy vọng rằng trong đêm nay lực lượng chức năng sẽ giải quyết hậu quả, xử lý các hậu quả của cơn dông này để ngày mai người dân có thể tham gia giao thông bình thường. Còn bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với trường quay. Vâng, xin được cảm ơn Tú Anh. Thưa quý vị, và đến lúc này theo cập nhật thì đã có 121 cây bị đổ ngã, 98 cây đổ ngang đường gây ách tắc giao thông và 21 cây thì vẫn chưa xử lý được. Còn tại Bình Định thì hạn hán vẫn đang diễn ra nghiêm trọng và đến thời điểm này thì